Như vậy thì mình sẽ ví dụ bé kịch 1, bé kịch 2, bé kịch 3, lớp A, lớp B, lớp C, lớp D. Và tương tự như vậy để cho nó dễ hình dung và thầy giải thích luôn. Mình sẽ có bé kịch lúc đầu là B1. Trong B1 này thầy sẽ tạo một cái class là A. Trong class này chúng ta sẽ có 3 4 cái biến. Biến thứ nhất là A public, protected, không ghi gì và private. A là public. In A chấm phẩy. Rồi đến cái nữa là protect. Protected in B chấm phẩy. Không ghi gì, C chấm phẩy và private, D chấm phẩy. Đó là chúng ta có bốn biến như vậy đối với lại lớp A trong B1. Và đối với lại lớp B, người ta cũng tạo trong B1 luôn. Lớp B trong B1. Và ở đây lớp B new class lớp B cũng trong B1. Và trong này thầy sẽ tạo một cái biến x có kỹ dữ liệu. Ở đây thầy lớp của mình hồi nãy là lớp A bằng new A. Rồi, như vậy mình có một cái biến mới, biến x được khai báo từ cái lớp A. Lớp A là lớp mà mình viết hồi nãy nè. Lớp A là lớp này. Rồi, đây mình x chấm. X chấm. Được không? Tất nhiên là không thấy rồi. Nếu như mà mình làm theo theo demo. Vậy làm sao để thấy đây? Mình sẽ có một cái method thì mình mới xài được, chứ bình thường mình không xài được nha. Như vậy thì giả sử mình sẽ có một cái lớp void method luôn, hoặc là mình lấy get đi. Đó, get. Và ở trong này x chấm chúng ta thấy gì? A, B, C. A mình khai báo là A là public, thấy. B protect, thấy. C default, thấy. Vậy thì tại sao A thấy? Bởi vì nó public mà, cho nên tất cả ở đâu cũng thấy. Bạn đã đặt nó là public thì được phép sử dụng ở bất kỳ đâu. Và cái B là protect. Protect thì mình giải thích default trước. Default thì mình giải thích public trước. Vậy public là công khai, vậy private là gì? Bảo mật, dành riêng. Vậy khi mà một cái biến mà khai báo private thì qua đây mình thấy không? D là private. Thì qua đây không thấy. Chỉ có mỗi một mình cái class A thì nhìn thấy thôi. Còn lại không có ai nhìn thấy hết. Thì đó là private. Rồi. Đây là cùng chung một package nha. Cùng chung một package. Cùng chung một package. Thì chỉ có mỗi private là mình không thấy thôi. Còn lại thấy hết. Mình đi qua cái tiếp theo là B2, là khác với kịch. Khác với kịch. Nhưng chúng ta xem thử là có cái gì mà thấy, cái gì không thấy. Mình tạo một cái B B2. B kịch 2. Mình new một cái class C. Và trong class C này
Mình khai báo một cái biến x cũng là được khởi tạo từ A. X hoặc là y hoặc là gì đó cũng được, không nhất thiết phải là x. Rồi gì nữa? Nó lại xuất hiện cái gì? Import B1. Còn ở bên này có cần import không? Không. Lý do? Cùng package rồi, cho nên không cần import. Còn bên này khác package thì nó sẽ import vô. Đây, chúng ta cũng tạo thêm một cái voice get x chấm. Chúng ta chỉ thấy mỗi A thôi. Bởi vì sao? A là gì? Public. Cho nên đi đâu cũng thấy. Đi đâu cũng thấy. Còn private thì chỉ có mình A. Default. Default thì sao? Default thì sao nào? Bên này có thấy default không? Default là C á. Nếu bạn xài default thì cùng package thì thấy, thì nó tương đương với public. Default tức là không ghi gì. Mà cùng package đây B1, đây B1 thì thấy xài được. Còn nếu như là default mà khác package thì không thấy. Còn private tất nhiên là không thấy rồi. Được chưa? Cái protected nếu cùng package thì xài bình thường là chữ B nè. Nhưng mà khác package cũng không thấy. Vậy cái protected này nó có tác dụng khi nào kế thừa thì được xài. Khi nào kế thừa thì được xài. Chỗ này mình sẽ có một cái package mới, hoặc là dùng package 2 cũng được, hoặc là mình dùng package 3 để mình nhìn cho có vẻ như nó độc lập. Và trong package 3 này thầy sẽ tạo một cái class D. Đối với lại class D thầy sẽ sử dụng extend từ A. Extend từ A. Package này chúng ta extend từ A. Rồi. Class A này mấy cây không thấy. Làm sao biết được A ở đâu? À, mình phải có import cái A này vô. Import cái A này vô. Hết lỗi. Bởi vì trước đó nó không biết A là ai hết. Thì mình nói A ở trên cái package B1 á, mình import vô. Rồi sau khi kế thừa xong thì cái D này nè, nó chính là A. Nếu như mình phát triển hơn thì phát triển, còn tại thời điểm này D chính là A. Kế thừa. Vậy trong này mình có this chấm, hoặc là mình ghi A bằng 1 chấm phẩy. Lỗi. Tại sao lỗi? À, mình phải đưa vào một cái method nữa, quên nữa. Get A bằng 1 chấm phẩy. A nó là public. B bằng 2 chấm phẩy. C bằng 3 chấm phẩy. C là default. Và người ta nói rằng đối với kế thừa thì chỉ có một là public, hai là protected thì được xài, còn lại không được xài. Đó.
chỉ có public và rotated. Như vậy tóm lại nè, mình đi từ thấp đến cao, đi từ thấp đến cao, đi từ ưu tiên nhiều nhất cho đến độ ưu tiên thấp nhất, bảo mật thấp nhất, bảo mật cao nhất. Như vậy nếu là public thì ai cũng xài được, protected thì kế thừa được xài, còn lại không được xài. Default cùng với kịch thì xài, mà khác với kịch thì không xài. Khác với kịch thì không thấy. Private chỉ có mỗi xài trong lớp thì được, còn ngoài lớp thì không. Như vậy hai cái này rất là rõ ha, rất là dễ thấy. Là mình đã qua được phần đặc tả truy xuất đối với lại cái phần đặc tả của chúng ta.